nay thì mọi người hãy cùng đi đảo với mình nhé. Bọn mình thì có một chuyến bay lúc 10 giờ 15 sáng, thế nên là lúc 9 giờ 45 chúng mình đã có mặt ở cảng Queens ở Long Beach để chuẩn bị bay. Bọn mình sẽ bay bằng trực thăng đến đảo Catalina là khoảng tầm 15 phút. Đường đi đến đảo thì mọi người có hai lựa chọn, một là bay bằng trực thăng giống bọn mình, hai là mọi người sẽ đi tàu, và đấy là cái cách mà nhiều người hay đi hơn. Mình thì đã đi tàu một lần rồi và lần này thì mình muốn thử bay, thế nên là chúng mình đã quyết định bay trong chuyến đi và trên đường về thì sẽ đi bằng tàu. Khi đến đảo rồi thì chúng mình bắt taxi đi về khách sạn. Vì ở trên đảo rất nhỏ, sẽ có cực kỳ ít taxi, hầu hết thì mọi người sẽ đi lại bằng xe golf thôi. Thế nên là nếu mà muốn có taxi thì mọi người hãy nhờ người gọi trước nhé. Đây là khách sạn của bọn mình. Bình thường thì phải 4 giờ chiều mình mới được check in cơ, nhưng mà tại vì mùa này không phải là mùa du lịch, thế nên là phòng trống cũng rất là nhiều. Nên là khi mà bọn mình đến khách sạn thì đã được check in luôn rồi. Bọn mình thì đã book một phòng suite có tên là Elizabeth, và phòng này thì có thể ở được cho 4 người. Cái gì vậy? Không gì cả. Mình được một chai champagne và chocolate. Ôi, vệ sinh anh cút tay chưa? Nói chung mình thấy thì khách sạn ở trên đảo cũng rất là ít thôi, và cũng không có nhiều khách sạn đẹp cho lắm, tại vì đảo này cũng khá là nhỏ ấy. Tuy nhiên với cái mức giá khoảng tầm 600-700 đô một ngày và phòng như thế này thì mình thấy rất là ok rồi. Outfit đi biệt của bọn mình. Xin cảm ơn nhà tài trợ. Cô ta. Đây là outfit được tài trợ bởi Chloe Ngô và tôi. Nàng tiên bị què đang make up ở dưới này. Xinh nhỉ. Và sau khi cất đồ vào phòng, thay quần áo xong xuôi thì chúng mình đã quyết định đi ra biển. Chỗ này có tên là Descanso Beach Club, là một chỗ khá nổi tiếng ở Catalina. Và ở đây thì mình cũng đã đặt một cái chòi cho phép mọi người check in từ hình như khoảng 11 giờ cho đến 4 giờ chiều gì đấy. Và chúng mình đã quyết định ra đây để ăn trưa và ngồi ngắm biển một lúc. Ở đây thì cũng có khá là nhiều những cái chòi như thế này. Tuy nhiên những cái chòi mà ở ngay trước mặt biển thì chỉ có hai cái thôi. Và may mắn là đây không phải mùa du lịch, thế nên là chúng mình cũng đã được cái chòi rất là đẹp như thế này ở ngay mặt biển luôn. Trông buồn cười. Nhá. Ừ. Còn kiểu để ra thì nó kiểu mẹ tầm thường. Đấy, thấy cầm hút không? Chúng ta hút thử. Đây, từ từ, cầm đi đã. Đấy, con thả bàn này. Con đứa này có hai tay không? Đặt vào tay hộ cái rồi đúng má. Bố mày đang bị que rồi. Đây, đây, đây. Nó có tối à mà. Đấy, chút đi. Oh. 1, 2, 3. Đỡ thôi hẳn. Và may mắn là đến tầm chiều thì trời đã nắng lên rất là đẹp, không còn âm u như trước nữa. Thế nên là chúng mình đã quyết định về lại khách sạn để thay đồ và sau đó đi những cái chỗ khác để chụp ảnh và ngắm cảnh tiếp. Giờ bọn mình đang đi mua kem. Sẽ đi ăn kem ở đây. Kem ở Scoops thì rất là ngon, và nếu mọi người có đến đây thì mình sẽ recommend cho mọi người hai vị. Đó chính là Toasted Almond Coconut và Lemon Berry. Mình thấy hai vị này ăn chung với nhau cực kỳ ngon luôn. Ngoài ra thì ở đây cũng có bán cả crepes và Starbucks nữa. Thế nên là nếu mà thèm đồ ngọt thì mình nghĩ là mọi người nên tham khảo qua. Kem của tụi tôi. Sau khi mua kem xong thì chúng mình vừa ăn vừa đi bộ ra cái chỗ này có tên là Via Casino. Mọi người có thể ra đây ngắm cảnh và chụp ảnh. Khá là xinh. Tính đẹp chưa? Có nhà quê này. Mình sẽ đi ăn ở cái chỗ Blue Water Grill. Sau đó đến tối thì chúng mình đã quyết định đi ăn ở quán này có tên là Blue Water Grill. Đây là một trong những quán khá là nổi tiếng ở Avalon. Ở đây thì đồ hải sản khá là ngon. Mình đã gọi clam chowder, một con cá. Và không thể thiếu hàu được, hàu ở đây rất là ngon luôn ý mọi người ạ.
Quán ăn có nhiều món đa dạng, giá cả phải chăng, nhân viên phục vụ nhiệt tình và view biển rất là đẹp. Thế nên là bạn nào có ghé qua Avalon ấy thì mình sẽ recommend quán này cho mọi người nhé. Ok, đến tối rồi thì chúng mình sẽ skincare để có thể chuẩn bị nghỉ ngơi nhé. Đầu tiên thì mình sẽ tẩy trang trước bằng cái sáp tẩy trang này. Vì khá là nhỏ gọn nên là mình đã cầm theo luôn để dùng cho tiện. Chứ bình thường thì mình thích dùng nước tẩy trang hơn. Sau đó thì mình sẽ dùng bạn này để làm sạch sâu và mịn da. Nếu mà đã theo dõi mình rồi thì chắc là mọi người cũng đã thấy cái bạn Origin Red Salicylic Acid Serum này của Nasific ở trên channel của mình rồi. Bạn này thì là serum dạng rửa trôi, công dụng nói chung sẽ là peel da để tẩy tế bào chết. Thành phần chính của bạn này thì có đến 9% lactic acid, giúp loại bỏ các tế bào chết ở trên da và tái tạo lại da, giúp da mịn và giảm thâm. Ngoài ra cũng có thêm salicylic acid và PHA giúp làm sạch sâu lỗ chân lông và giảm bí tắc. Đồng thời cũng có 8 loại HA để tránh tình trạng da bị khô khi sử dụng. Nói chung thì mình thấy bạn peel da này rất là dịu nhẹ và hiệu quả trong việc làm sạch và mịn da. Sau khi rửa mặt sạch sẽ rồi thì sẽ dưỡng ẩm thật là kỹ. Hôm nay thì mình cũng sẽ lại sử dụng một sản phẩm quen thuộc đã giới thiệu đến với mọi người từ lâu. Đó chính là bạn kem dưỡng Dr. G Red Blemish Clear Soothing Cream này. Bạn này thì chứa rau má và B5, rất là hiệu quả trong việc làm giảm kích ứng và làm dịu da ửng đỏ. Ngoài ra thì cũng có 2% niacinamide giúp kiềm dầu và làm sáng. Mình thì rất là hợp bạn kem dưỡng này vì chất kem mỏng nhẹ và thẩm thấu nhanh, không nhờn dính. Thế nên mọi người cũng có thể thấy là mình đã sử dụng hết nửa lọ rồi. Và mình thì sẽ sử dụng bạn này cho cả routine sáng và tối. Ok, cùng mình get ready để bắt đầu ngày hôm nay nhé. Sau khi đánh răng rửa mặt và skincare rồi thì mình sẽ đi đến bước chống nắng. Hôm nay thì mình sẽ sử dụng bạn kem chống nắng này đến từ nhà Skin 1004 với SPF 50+. Bạn này thì chắc là mọi người cũng đã quá quen thuộc rồi. Phiên bản cải tiến lần này thì sẽ chứa rau má, dầu vitamin B, C và polyphenols giúp chống oxy hóa, phục hồi và làm dịu da. Ngoài ra thì cũng sẽ giúp kháng viêm và giúp cải thiện da sạm tối màu, nâng tông tự nhiên để da sáng hơn. Và như mọi người thấy, kể cả mọi người có bôi một lượng kem chống nắng vừa đủ thì cũng không bị nâng tông trắng quá, không nhờn dính và bết. Bạn này khi mà kết hợp với makeup cũng sẽ rất là hợp tại vì có độ dưỡng ẩm tốt, thế nên là lớp nền lên sẽ được đẹp hơn. Lịch trình của sáng ngày thứ hai thì cũng không có gì nhiều lắm, chúng mình có một cái tour buổi sáng lúc 10 giờ. Thế nên là trước khi đi bọn mình đã ghé qua cái chỗ này, có tên là The Bistro The Outwater, là một chỗ bán đồ ăn sáng và trưa ở ngay dưới khách sạn của bọn mình luôn. Chúng mình đã ghé qua để mua một chút đồ ăn sáng, sau đó thì bọn mình đã đi cái tour này. Cái tour này thì có tên là Rich Top Eco Tour. Và đây thì là cái tour dài 2 tiếng sẽ đưa mọi người đi xung quanh đảo, từ dưới thành phố đi lên đến tận núi để ngắm cảnh. Và sau đó thì người ta cũng sẽ nói thêm một chút về lịch sử của hòn đảo này. Nói chung nếu mọi người muốn tham quan cả đảo ấy thì mình rất là recommend cho mọi người đăng ký cái tour này. Mình thì đã mua cái tour này ở dưới khách sạn của mình và nó cũng có rất là nhiều ưu đãi tại vì là khách sạn của mình có kết hợp với những cái tour ở trên đảo. Thế nên là sẽ được giảm giá 20% cho mỗi người khi mà mua. Ngoài ra ở trên đảo cũng có rất là nhiều hoạt động cho mọi người làm như là đi tour casino, zip line hay là đi kayak chèo thuyền, đi những cái tour tàu. Tuy nhiên thì chúng mình chỉ đi được những cái tour mà không liên quan đến nước tại vì lúc mà chúng mình đi thì trời rất là lạnh. Nhưng mà nói chung thì trước khi đi mình nghĩ là mọi người nên tìm hiểu một chút và cân nhắc thời tiết để có thể trải nghiệm được nhiều nhất trong thời gian mà mọi người ở đây. Đi chơi xong rồi thì cũng đã là 12:30 và đến lúc mà bọn mình đi ăn trưa rồi tại vì lúc này đang rất đói. Chúng mình chọn quán này có tên là El Galon và ở đây thì cũng có đồ hải sản, tacos, clam chowder và tôm ăn khá là ngon. Quan tài luôn đi.
Sau khi ăn trưa xong thì chúng mình lại quyết định đi ăn kem. Và sau đó thì chúng mình còn tận khoảng 2 tiếng rưỡi nữa trước khi mà đến giờ đi ra cảng để đi về. Thế nên là bọn mình đã quyết định đặt lịch đi spa để có thể massage thư giãn một tí. Biết tay trái gì thế chứ. Và đấy thì là kết thúc cho chuyến đi của chúng mình. Một chuyến đi trốn 2 ngày 1 đêm của hội chị em bọn mình. Mình mong rằng mọi người thích cái video này và mình sẽ hẹn gặp lại mọi người ở trong những video sau nhé. Bye bye.